Vậy là hành trình tại sàn đấu ý tưởng mùa 1 cũng đã chính thức khép lại. Từ những giây phút đầu tiên bỡ ngỡ làm quen giữa những người đội trưởng và thành viên của hai đội. Sàn đấu ý tưởng. Oh wow. Sàn đấu ý tưởng. Trải qua nhiều cuộc bàn luận nghiêm túc, lăn xả phỏng vấn ý kiến thực tế của người dân, luôn nỗ lực tìm giải pháp cho những ý tưởng, tranh luận nảy lửa tại sàn đấu ý tưởng. An toàn khi mà di chuyển ở trên đường và trong cái thời gian di chuyển đó thì mình có thể kết hợp với cả những cái sở thích của mình, ví dụ như là uống rượu với bạn bè hoặc là trò chuyện với nhau. Một cái xe mà khi mà đi qua ổ voi ổ gà thì nó có bị rung lắc làm đổ vỡ đồ không? Tất cả hệ thống xe bàn ghế thì đã được hàn vô chiếc xe luôn và nó sẽ cố định. Chắc hẳn sẽ vẫn còn những điều tiếc nuối đọng lại, nhưng thành tựu to lớn đạt được của cả hai đội là 8 ý tưởng giải pháp cho 4 vấn đề vô cùng nóng bỏng của xã hội. Hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự bộc bạch đến từ hai người đội trưởng Hờ Henie và Minh Dự tại sàn đấu ý tưởng nha. Xin chào tất cả quý vị khán giả của sàn đấu ý tưởng. Trong những ngày đầu tiên của sàn đấu ý tưởng thì hai nhân vật đã xuất hiện, đó là anh Minh Dự và Hờ Henie. Và đây là những chặng cuối cùng rồi, những ngày cuối cùng rồi mà cũng còn lại hai người. Và ngày hôm nay Hen và anh Minh Dự sẽ ngồi trò chuyện với nhau trong một cái hành trình đã cùng với sàn đấu ý tưởng sẽ chia sẻ bộc bạch những cảm xúc mà hai anh em mình đã trải qua ở giai đoạn khá là dài, hơn 3 tháng đó anh. Cảm ơn MCV và tập đoàn Oreo đã cho ra một chương trình tế sàn đấu ý tưởng. Mình nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra thì rất là năng động. Tập nào cũng có thử thách, có trò chơi, có thưởng, có phạt và vận động trí óc rất là nhiều. Lúc đầu thì nghĩ cũng như những game show trước đây, những chương trình trước đây mình tham gia, nhưng không, chương trình này thực ra không phải lúc nào cũng hài hước, lúc nào cũng thú vị, nhưng mà tập nào cũng bổ ích. Thành viên của hai đội được nói lên cái chính kiến của mình, được thuyết trình và cả kỹ năng làm việc nhóm, tập nào cũng đầy ý tưởng. Kết quả là chúng ta đã có 8 sản phẩm cho 4 vấn đề mà xã hội quan tâm hiện nay. Mình cứ nghĩ là các bạn nhân viên văn phòng ở tập đoàn Oreo, mình nghĩ là các bạn nghiêm túc lắm, cũng phải khô khan lắm, và phải nói là mình phải kích các bạn lên rất là nhiều. Nhưng không, ngược lại thì các bạn kích cái sức trẻ mình rất rất là nhiều. Đây sẽ là hình mà các bạn phải vẽ cho Hờ Henie đoán. Em đang vẽ ba đường thẳng song song. Ba đường thẳng song song. Em đang vẽ ba đường thẳng song song đúng vậy? Đó là hình hình không phải con vật, không phải con vật hả? Không phải con vật. Không phải con vật. Nhưng mà nó là một cái cá, cá ba đuôi, một cái hình. Rồi cái hình gì? Cái gì nó tròn tròn ngay cái lưng em với chị. Tròn tròn hả? Chấm hả? Mà chắc là cái này nó ba đường song 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 ba đường song song. Em thấy gãi lưng em ba đường chị ơi. Đây là phiên bản của chương trình, phiên bản của người đầu chữ vẽ. Trời ơi, đây là phiên bản của Hờ Hen, càng lúc nó càng rút gọn. Những cái này vẽ râu đi chi tiết vẽ mây nữa chứ, thiệt vẽ con người đang thả vẽ hai ba con diều. Trời ơi, quá rối rồi. Và đây là đề của nhóm đỏ. Và đây là đề của nhóm đỏ. Một anh, cái chanh nó tự mọc trên trời rơi xuống hay là nó phải có cái cây hả anh? Em đoán đây là trái. Anh đây là cây chứ. Đây là một loại trái. Trái trứng trái hết như em vậy đó hả em? Ừ, nhưng mà em vẫn chưa hình dung là cái gì. Đây là một loại quả đúng không? Mình mà đã nói cái đề bài rồi. Đây là một loại quả không? Đúng, đúng rồi. Loại quả. Thì đây... em có hay ăn không? Ăn là quả báo, là quả báo. Biết chắc mà. Hình tròn. Hình tròn nãy giờ quá nhiều hình tròn rồi. Em nói là cái chanh. Lượng đâu là bọt biển không đó. Chấm muối tâm linh nè. Thôi giữa để trời nóng nha. Rồi giữa trời nóng mà cắt cái lát chanh ra chấm muối. Cái liên quan. Đừng thời thời gian chảy xuống. Đây là một loại trái cây. Cái đồng hồ á. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cái đồng hồ có cái chân ở dưới. 3, ở dưới có cái chân. 2, vậy là để bóng hả? Rồi bắt đầu bên này là làm lạc đề này. Đúng không? Vẽ một con. Vẽ trái cây lợi. Ở bên kia cũng vẽ trái cây lợi. Tẩu tẩy chân cứng. Rồi xong. Sau khi trải qua trò chơi thì mọi chiến thắng là rồi. Bớt giờ. Yeah. Thật là ăn gian mà. Hình phạt của đội thua
các thành viên đội thua sẽ cõng các thành viên của đội thắng trên lưng 30 giây vòng quanh đây, tối thiểu 2 vòng. Trời ơi, hên quá, em đã tập gym rồi mọi người ơi. Ủa? Sao chưa? Em luôn hả? Dạ không, cậu nhà bé nha. Từ sáng đó hả? Wow. Wow. Xuất sắc. Trời ơi, hay quá. Còn một vòng nữa. Ủa? Một vòng nữa. Một vòng nữa. Hai vòng. Một vòng. Một vòng. Một vòng. Một vòng. Một vòng. Chị em này nhờ. Ồ. Cố lên chị ơi. Ồ. Cố lên. Yeah. Hay quá, hay quá, hay quá. Được rồi chị ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Là bé Dục nào? Anh Dự nào? Anh Dự là của em. Okay. Trời ơi, được bé luôn. Trời ơi. Tương tác cái nào anh? Ủa? Được cái nào lọt giữa đường hả? Nào cũng lọt nha. Lọt con em. Lọt lọt con em, con em. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Hay quá, tới lượt hen, tới lượt hen. Cổng hay là ẩm ta? Thử ẩm đi. Nói không? Thử ẩm. Trời ơi. Ngã, ngã một lần hen. Ngã, ngã một lần hen. Không nổi rồi. Wow. Wow. Cố lên chị. Rồi. Ok quá. Và qua từng sản phẩm, qua từng giai đoạn thử thách thì mình càng thấy cái sự sáng tạo, chất xám của các bạn nhiều hơn. Hàng năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì trên toàn cầu có hơn 7 triệu người tử vong vì ô nhiễm không khí. Hơn 10% không khí xung quanh chúng ta là không khí ô nhiễm. Ngưng động lại hydrocarbon cũng như là phân giải cấu trúc carbon dioxide nó sẽ được thực hiện. Và sau đó thì kết quả chúng ta nhận được đó chính là viên kim cương nhân tạo. Mực sẽ được tách và chiết hoàn toàn các cái chất gây ung thư. Có ít nhất là 0,1% độ trong sạch sẽ được trả lại vào bầu khí quyển. Và cái thứ hai đó chính là lợi ích về bản thân của mình khi mà chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm mang tính chất kinh tế, đó chính là viên kim cương. Tích hợp hệ thống là camera giám sát và nó sẽ giải quyết những cái vấn đề phát sinh khi mà xảy ra ở chân vít của mình. Nguyên thân nó sẽ là những cái khe hút. Những cái lỗ li ti, khe hút. Mình sẽ hút vào không khí ô nhiễm và trong đây sẽ có một cái bộ lọc để tắt những cái hạt bụi bẩn. Và cái không khí mà đã được lọc rồi thì sẽ thải ra ngoài môi trường. Để mình tiếp tục sử dụng không khí đấy. Nói chung là trong này sẽ là một cái dây chuyền hay đúng rồi. Không chỉ là nhân viên văn phòng lúc nào cũng chỉ biết máy tính, cũng chỉ biết văn bản, cũng chỉ biết máy in, cũng chỉ biết là câu từ chuyên môn, mà các bạn còn có kiến thức về xã hội. Trò chơi đơn giản là hai đội trưởng hãy đoán thành viên đầu tiên bước xuống xe là thuộc đội vàng hay đội đỏ. Một phút thảo luận bắt đầu. Em biết vàng hay đỏ ta? Bởi vì vàng hay đỏ? Hay nghĩ là vàng hay đỏ? Em nghĩ là lá cờ Tổ quốc là màu đỏ thì ưu tiên màu đỏ ra trước, vàng ra sau. Trời ơi, giờ phải chọn màu còn lại có sự thắng thua chứ sao giờ tôi chọn vàng. Em đỏ ra trước. Ta-da! Đời đỏ, welcome. Rồi. Anh ăn đòn, anh muốn ăn đòn ở đâu? Đâu cũng được. Anh muốn to chỗ nào? Bắp tay nè. To bắp tay hả? Trời ơi, to ghê vậy đó. Người tiếp theo xuống xe tên gì? À, bạn Khánh. Người tiếp theo ra sẽ là Vũ. Tại vì chỉ có mình Vũ là con trai thôi. Rồi. Vũ ra, Vũ ra, Vũ ra. À. Ồ, đội đỏ. À. Khánh không? Thành viên tiếp theo xuống xe có cao hơn anh Dự không? Anh Dự cao hơn, chắc luôn. Tôi lùn lắm á nha. Em chọn là anh Dự sẽ cao hơn. Rồi, ok. Còn anh Dự chọn gì? Tôi là tôi nghĩ là cao hơn tôi rồi đó. Cho mượn cây búa. Nếu hai người sai thì tôi sẽ đánh. À, chị à. Cao hơn rồi. Cao hơn rồi, ai cao hơn đây chị ơi? Đo, đo, đo chiều cao đi. Đo, đo, đo chiều cao. Chị lại cao nhiều. Anh đo thử đi. Trời ơi. Hồi nãy dự đoán là sẽ cao hơn dự là em bị đánh thôi. Rồi ok. Em đã cao hơn anh. Đoán thử xem thành viên tiếp theo xuống xe là nam hay nữ. Dự đoán nữ đó. Em cũng đoán nữ luôn.
Tại vì em đã bốc Vũ hai lần rồi em đều thua hết nên em không có chọn Vũ nữa. Rồi hên quá. May quá, thắng rồi. Xin chào chị Thoa. Nam hay nữ? Bây giờ tôi đoán nam nè. Em cũng đoán nam luôn á. Ủa? Tại rồi giờ em kỳ vọng đặt cược lại vào Vũ rồi. Rồi. Vũ ơi, ra đi Vũ. À, đây... Xong luôn. Đánh qua đánh lại nè. Rồi. Bum. Cho biết tên thành viên tiếp theo xuống xe. Tên thành viên xuống xe tiếp theo là Vũ. Mình đoán Truyền đi ha. Ủa? Không phải đâu. Không đúng. Đánh đi Thanh. Em đánh chị ý. Chị đoán sai. Ủa là đánh tình cảm chứ rồi. Trời ơi. Đánh gì mà đánh nhẹ. Cái này vốn gì đã nhẹ rồi. Rồi đánh đây nữa một cái nữa. Trời ơi. Giờ thành viên tiếp theo. Ủa còn hả? À còn. Giờ có thể đoán là nam hay nữ nữa. Dạ. Mình đoán là nữ nha. Em cũng đoán là nữ sẽ ra. Trời ơi. Kìa kìa rồi xong luôn. Lúc cần thì không ra. Thiệt lúc luôn á. Bây giờ chị đánh em quá à. Tại vì chị đợi em ra nãy giờ rồi mà giờ mới chịu ra. Giấu mình bây giờ. Rồi bây giờ đánh qua đánh lại nè. Mạnh quá. Đoán thử coi thành viên cuối cùng mang giày màu gì. Trắng không đi. Dạ màu trắng hả? Đoán trắng đi. Màu trắng pha với màu kem. Ôi màu đen á. Trắng mà với đen thanh nữa mình đều bị quấn. Thôi chị ơi em đoán xem welcome chị. Mạnh lên mạnh dạ. Lên. Chị tát em đi chị. Thôi 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 không làm vậy đi. Không chị tát đi em tát lại. Trời ơi tát đi chị. 1, 2, 3. Em lại thấy có những sự đồng điệu với em với lại nhóm của em. Rất là nhiều năng lượng. Đúng rồi. Nhưng mà team em thì em ấn tượng nhiều nhất là Michia. Khi mà giỡn á là rất là giỡn. Bắt đầu giao những công việc ví dụ như là phỏng vấn, hỏi, cái gì cũng làm rất là tốt và cực kỳ nghiêm túc. Cái máy lọc to đùng gắn vào cái bô xe vác thêm cục gành nữa. Không, bây giờ máy lọc thì nó có nhiều loại, cũng có nhiều kích cỡ, nó cũng có cỡ nhỏ. Cơ chế giống cây xanh ha, nó giữ lại CO2 không ta và nó thải ra O2 kiểu vậy, kiểu vậy. Tắc nghẽn giao thông hiện nay đang là vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Thì thông thường thì một người vào buổi sáng thì có thể mất từ 30 đến 40 phút chỉ để di chuyển một quãng đường 3 km. Đội của Đỏ của Minh Dự thì cũng như là hai cái độ tuổi khác nhau luôn á. Dạ. Ví dụ như chị Thủy, chị Truyền, các chị gương mẫu khác, cái kiểu nghiêm túc, cái kiểu suy nghĩ rất là lớn rồi. Cái cách thể hiện và cách chơi của hai chị nó cũng chững chạc. 1, 2, 3. Bơi ra à. Chị Thủy ơi có lên. Chị ơi em có lên. Chắc chắn nha chị. Từ từ mình cá. Rồi đẩy luôn. Đẩy đi. Đẩy luôn. Chị có cần nghỉ không? Chị không không không. Đúng rồi. Chơi chung rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi hay quá. Hay quá. Chắc hay đi siêu thị mà cầm mấy cái đẩy. Đẩy luôn rồi. Hiền với lại Khánh, hai bạn rõ ràng đại diện cho thế hệ trẻ vui tươi, năng động, giỡn hết. Nhưng mà song song đó thì các bạn cũng rất là hiệu quả trong công việc. Anh đang chạy hơi mệt. Dạ mình nghỉ xíu rồi mình quay được không ạ? Mình nghỉ xíu, mình chia sẻ thôi. Cảm ơn em nha. Dạ. Chỉ 2 phút thôi ạ. People have no anyone who's driving while drinking a motor vehicle has no respect for other for life, human life, you know? Bạn Thanh, bạn Vũ đều cũng đều rất là dễ thương. 2, 3, 4. Trời ơi. Trời ơi, vậy là sao thi bằng lái. Không mà vàng chị, em chỉ là một dân nam lạc đường đi qua đây thôi chị ơi. Cái cây lau nhà này khó không chị? Không, nó dễ đó. Dễ hả? Nó dễ lắm hả? Tập mà mình vẫn nhớ nhất là cái tinh thần đồng đội cao nhất là khi mà phải phỏng vấn rất nhiều người ở trung tâm thành phố, cảm thấy là tính ra có những lúc các bạn còn tự tin hơn mình. Các bạn làm láng hết, các bạn không chừa một ai, người trong nước, người ngoài nước các bạn cũng làm. Thì đó là cái tập mình phải tính ra cái sức trẻ của các bạn á, tự tin hơn mình nghĩ. Bây giờ mình đang có mặt tại một góc đường của quán cà phê. Thì ở đây có những người mà sáng sớm họ ngồi cà phê, họ rảnh rỗi đó, họ sẽ trả lời mình. Vô ai sẽ là người tiếp cận đối tượng? Em. Ok,
Vô nha. Dạ. Đi đâu mọi người? Đừng vô bất ngờ của tao quýnh mình đó nghe. Hỏi anh áo hồng coi có muốn làm chồng mình không? Thì anh có thể vui lòng cho bọn em phỏng vấn một chút được không ạ? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thôi mình đi qua bên kia, mình hỏi thử mấy bạn sinh viên đang ngồi bên chờ bên trận xe buýt kia ha. Phải không? Coi chừng mình vừa tới là xe buýt đó người ta đi luôn đó. Thì lại chắc lại chờ 15 phút chuyến khác. Thôi vậy tranh thủ qua nè. Nhanh nhanh. Để chị hỏi chú sửa chìa khóa trước. Đúng rồi. Em phỏng vấn anh mấy câu được không? Đang là mất kẻ thơ quá ông này là không giống gì. Đang là... Không được hả anh? Mình sẽ phải đi tìm đối tượng khác. Em ơi xin lỗi em, cho chị mấy phút được không? Em có bận không? Có. Em đang bận à? Dạ. Tưởng không bận cho chị mấy phút chị phỏng vấn tí xíu thôi. Không được á? Đi rồi. À vậy hả? Rồi cảm ơn em nha. So what do you think about the traffic jam situation in Vietnam? Very busy and hard to get across. Yeah, like we only got here yesterday, didn't we? We found it impossible to get across this road. Yeah. Lúc đó là da em đang treatment, em không có ra nắng được. Em cứ kéo ra cái vô cái mặt của mình. Mà phải đi ra ngoài nắng. Mà bình thường á anh, mọi người rất là xin chụp hình với mình. Nhưng mà ngày hôm đó mình mở cái mắt ra, chào, cười, mình hỏi, ai cũng no, hoặc là không chịu thôi, không có lên sóng đâu. Tự nhiên mình thấy là à, khúc này hoa hậu gọi là không còn giá trị nữa. Bây giờ là chúng ta đã tới một cái địa điểm khá là kẹt xe ở trong thành phố luôn. Đây là một cái góc giao thoa giữa các khu vực khác ở quận 7 đi ra quận 8 và đi ra đổ về quận 6. Nên cái khu vực này kẹt xe liên tục. Và bây giờ mình đã sẵn sàng để bước vào cái thử thách đầu tiên chưa? Rồi. Xin chào chị, cảm ơn chị. À, đầu tiên thì cho phép mình giới thiệu về mình được không ạ? À, anh tên là Vũ. Anh tên Vũ à? Chị ạ? À? Tên Giang. Dạ. Dạ em chào anh Vũ chị Giang à. Anh Vũ chị Giang, khi mỗi lần mà kẹt xe như vậy á, anh chị cảm thấy như thế nào? Bức bối nè. Bức bối. Khó chịu, mệt mỏi nữa. Khó chịu, mệt mỏi. Còn chị sẽ cảm thấy thế nào? Đi từ từ đâu được đi nhanh đâu mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nóng nữa. Dạ. Đẹp quá anh chị ơi. Mình trò chuyện với nhau được không? Hình đẹp không anh? Hình đẹp đúng không? Hình đẹp đúng không? Cho em coi với. Các bạn phỏng vấn đi, mình ngắm hình người đẹp. Đây có hoa hậu giữa xe. Không sao đâu, anh cứ mặc bình thường đi. Để trả tiền cắt xe cho anh chị thì chúng tôi xin phép mời nhân viên giữ xe. Mời nhân viên giữ xe ra chụp hình. Chụp hình ạ, chụp hình ạ. Ok. Cái nuối tiếc là chúng ta phải không còn thời gian để mà kịp hiểu sâu về nhau hơn. Hay là cùng đưa ra những vấn đề mới mẻ và cần thiết hơn nữa. Hy vọng là ở những mùa sau hay là tiếp tục những chặng đường khác chúng ta gặp lại nhau để tiếp tục làm việc. Hai đội trưởng cảm thấy trách nhiệm của bản thân của mình trong các vấn đề của xã hội như thế nào? Giống như là khi mình bắt đầu làm, suy nghĩ hoặc là nghiên cứu hoặc đặt cái tâm mình vào các vấn đề xã hội đó là mình sẽ luôn luôn trong cái tâm thế áp dụng vào đời sống của mình. Và nó luôn nhắc nhở mình làm sao mình thực hiện những điều đó. Đang ngồi trên xe mình nhìn ra ngoài, ai mà đó có xách một cái giỏ là mình sẽ suy nghĩ hy vọng cái người này không bị giật. Hy vọng họ an toàn. Mình thấy những cái lúc kẹt xe mình cũng suy nghĩ đến các vấn đề. Mình luôn suy nghĩ là ngoài cái giải pháp mà hai đội đưa ra còn cái giải pháp nào phù hợp nữa không ta. Và hy vọng là những cái phương pháp mình đưa ra lại càng hữu ích hơn để cho mọi người có thể hiểu về các vấn đề này và hạn chế nó hoàn toàn luôn. Mình vì công việc, vì mọi thứ mình lao ra đường thì những lúc mình nghĩ nó, mình nghĩ có thể là mình thấy nó điều bình thường luôn á. Mình không có nghĩ là mình khắc phục hay là tham gia dấn thân cái gì đâu. Nhưng mà sau chương trình sẵn đấu ý tưởng thì mình cảm giác mình có trách nhiệm rất là lớn. Chưa làm được sản phẩm gì, nhưng trước mắt trách nhiệm mình là phải lan tỏa cái ý thức. Trước tiên là những bước đầu mình nhắc nhở những người trong nhà mình, những người bạn bè của mình. Ví dụ như ra đường làm ơn, cần thiết lắm hãy móc điện thoại ra. Hay là đã nhậu nhẹt bia rượu trong người thì làm ơn nhờ ai đó tỉnh táo trở về. Hoặc thậm chí lúc đi mình đi bằng xe công nghệ luôn, lúc về mình về cho an toàn. Bản thân mình nhiều khi mình cũng cảm giác muốn trở lại cái thời đi học hồi xưa, mình đi xe buýt nè, hay làm chiếc xe đạp nó không có ô nhiễm quá nhiều như bây giờ. Đó là những cái mà mình dự nghĩ. Không được nghe đến cái vấn đề đó, mình không nghĩ nó là vấn đề. Nhưng mà khi mình nghe mình biết rồi thì mình rất là muốn cống hiến, mình rất là muốn lan tỏa. Giống như cái việc mà nói về ô nhiễm không khí đi. Em thường giữ một cái thói quen, ví dụ như là nếu mà em di chuyển trong khu vực quận nhất thôi, em sẽ đi bộ. Hoặc là em đi xe máy điện của em. Hoặc là em đi xe đạp. Đó, những cái khu nào mà xa là bắt đầu là mình sẽ chạy ô tô. Còn lại là mình sẽ sử dụng những cái gì đó mà liên quan mà hạn chế thải ra môi trường nhiều nhất. Trong tất cả các vấn đề xã hội, nó luôn cần cái sự lan tỏa.
luôn cần được cái sự tiếp nhận và cái sự hiểu biết của cộng đồng, và từ đó thì mọi người mới biết đầu biết mình có thể làm gì. Gửi một lời cảm ơn tới tình thương và thời gian tâm sức của quý khán giả đã tham gia đồng hành cùng với chương trình Sàn Đấu Ý Tưởng, và cảm ơn nhà tài trợ của chúng ta đó là Orion Group đã đưa ra những cái vấn đề này và cố gắng tạo ra những sản phẩm để có thể lan tỏa và chia sẻ đến cộng đồng. Tập đoàn Audio tại Việt Nam, 30 năm hào quang tại Việt Nam. Năm 2024 sẽ là năm đánh dấu 30 năm kể từ khi tập đoàn Mitanisian Group với tên thường gọi Audio chính thức có mặt tại Việt Nam. Đã hơn 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ ngày doanh nghiệp đầu tiên được thành lập. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, Audio đã xây được 7 công ty với 15 văn phòng chính và 2 văn phòng đại diện. Tập đoàn Audio vẫn đang tích cực từng ngày để xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn. Hiện tại, 7 công ty của tập đoàn đều có những bước phát triển vượt bậc. Trong tương lai, chúng tôi luôn mong muốn nỗ lực không ngừng nghỉ để đóng góp những giá trị có lợi ích xã hội, giúp cho Việt Nam và quốc tế ngày một phát triển hơn. Và hãy biết rằng là trong xã hội của chúng ta còn rất là nhiều vấn đề khác nữa mà chúng ta có thể chia sẻ. Hy vọng là tất cả quý vị có thể có biết được những vấn đề mà mình cảm thấy bức xúc. Mình có thể viết những tâm thư của mình gửi về chương trình. Và Hen cũng như là anh Minh Dự chắc chắn là sẽ tiếp tục cùng với đồng đội của mình tìm ra những giải pháp để lan tỏa và chia sẻ những điều đó dành cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở chương trình Sàn Đấu Ý Tưởng mùa 2.